Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này cây ngô xuân hè, trà sớm đã chuẩn bị trổ bông. Nhưng hiện đang xuất hiện một loại đối tượng sâu lạ hại nhiều diện tích ngô của nông dân xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng. Qua nhận dạng của Chi cục Bảo vệ Thực vật và Trồng trọt thì đó là đối tượng sâu keo mùa thu hại ngô và cũng đang gây hại ở một số địa phương trong cả nước. Cả bãi ngô vẫn là màu xanh, nhưng trên thực tế khi kiểm tra từng cây ngô thì rất nhiều cây bị sâu hại như thế này. Nõn cây bị sâu phá hại dẫn đến lá bị héo và chết cây. Trên khu đất bãi ven sông này, cả chục năm nay bà con trồng ngô, nhưng chưa khi nào xuất hiện loại sâu này. Bà con đã phun thuốc phòng trị mà không hiệu quả. Ở đây thì bà con ai cũng kêu là phun không chết. Sâu tôi toàn thấy cái loại sâu nó đen đen thôi chứ không có loại sâu xanh kiểu này. Vì thường thường nếu phát hiện sâu tôi phun rất chia sớm, khả năng là nó cũng là sâu mới đấy. Bởi vì là thường thường ấy nhà tôi rằng tôi chưa bị cái loại sâu này bao giờ. Mọi năm thì không có, mấy năm nay là phun nó lại ấy, nhà ăn trụi hết ngón đấy. Cũng đi mua thuốc về biết nó có thấy chết rồi. Gia đình chị Sần Thị Vĩnh gieo 2 cân ngô giống đã sắp trổ cờ nhưng hiện đã có cây chết do sâu lạ phá hoại. Đã 2 lần phun thuốc nhưng lượng sâu không giảm. Lần thứ 3 này chị lựa chọn cách rắc thuốc dạng hạt vào thẳng nõn cây ngô. Chỉ phun thôi, đi ra chỗ hiệu thuốc để mà hỏi thuốc nào phun được thì mang về phun. Không phun thì bắt từng cây một vẫn có. Không mang phun thì nó phun được, con chết thì chết, không chết nó lại tuần sau nó lại có tiếp. Mọi năm chưa không thấy như nào bây giờ. Chỉ có cho đạm là cấy là được, không thu hoạch được. Qua giám định của Chi cục Bảo vệ Thực vật và Trồng trọt tỉnh, thì đối tượng sâu đang hại diện tích ngô của xã Gia Phú là sâu keo mùa thu, có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật Việt Nam, cần phải được kiểm soát nghiêm ngặt. Sâu keo mùa thu xuất hiện trên diện tích ngô của xã Gia Phú từ đầu tháng 4, mật độ phổ biến từ 1 đến 2 con mỗi cây và có những cây từ 3 đến 7 con. Trên thực tế, loại sâu này mới xuất hiện ở Việt Nam từ năm 2018 và đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều tỉnh, trong đó có tỉnh Lào Cai. Hiện sâu keo mùa thu chưa có thuốc phòng trị hiệu quả và đã có hiện tượng kháng thuốc đối với một số loại thuốc trừ sâu thông thường. Hiện tại bây giờ chưa có thuốc đặc hiệu và hiện nay là các công ty thuốc và Cục Bảo vệ Thực vật thì đang tiến hành khảo nghiệm một số loại thuốc. Tuy nhiên tất cả các loại thuốc này khi sử dụng thì phải lưu ý rất là một cái điều. Đó là khi phun thuốc thì chúng ta phải chúc cái vòi, cái bét phun xuống và phun thẳng vào nõn cây ngô. Và nõn cây ngô thì sâu nó mới chết. Còn nếu mà chúng ta phun thoáng qua như phun lúa thì sâu sẽ đảm bảo là sẽ không chết. Là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, chúng ta có thể là sử dụng các loại thuốc hạt như bà con ở đang cánh đồng đây là cũng đang có một số hộ đang sử dụng thuốc hạt thì rắc thẳng vào nõn cây để diệt trừ cái con sâu này. Tuy nhiên để diệt trừ con sâu này thì phải rất lưu ý là một cái việc đó là phát hiện khi sâu còn tuổi còn nhỏ, tuổi 1, tuổi 2 thì nó mới hiệu quả. Sâu keo mùa thu, đầu có hình chữ Y ngược. Trên lưng đốt áp sát đuôi có 4 chấm đen bố trí cân đối nhau tạo thành hình vuông. Lưng có 3 sọc màu sáng chạy song song. Sâu keo mùa thu rất khỏe. Chúng ăn rách nát phần ngọn cây ngô chỉ trong vài ngày và thải ra lượng phân lớn. Sâu non khi nở chui vào ngọn cây ngô gây hại. Chúng gây hại từ trong ra ngoài và phần ngọn cây ngô bị cắn đứt trước, sau đó chúng gây hại tiếp đến phần lá. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Lào Cai, thời gian tới sẽ xuất hiện nhiều đợt mưa xen kẽ, có ngày nắng, se lạnh về đêm và sáng. Đây là điều kiện thuận lợi cho sâu keo mùa thu sinh trưởng, phát triển và gây hại mạnh trên diện tích ngô của toàn tỉnh.